Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những nội dung chính đáng chú ý sau đây. K-pop vốn trước nay có sự phân định rạch ròi giữa visual và center, nhưng thậm chí ngày nay nhiều netizen còn tạo ra sự kết hợp giữa hai khái niệm này là visual center. Danh xưng này dành cho những idol K-pop sở hữu visual hút mắt, ấn tượng. Gu của mỗi người là khác nhau, do đó netizen vẫn thường hay có rất nhiều ý kiến mỗi khi bàn đến việc những nam idol K-pop nào là visual center đỉnh nhất. Tuy nhiên, nếu đó là Dispatch đưa ra lựa chọn thì sẽ là một chuyện khác. Bởi đây không chỉ là một chuyên trang truyền thông có tiếng ở Hàn Quốc mà còn thường xuyên cho ra đời những bộ ảnh đẹp của các idol K-pop. Vì vậy mà khi Dispatch đăng tải bài viết lựa chọn top 8 idol là visual center đỉnh nhất K-pop thì nó đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng. Thứ tự sau đây được để theo thứ tự đăng ảnh của Dispatch. V của BTS. V là nam idol K-pop được Dispatch nêu tên đầu tiên và thậm chí còn được chọn làm ảnh bìa cho bài đăng của Dispatch. Từ visual siêu thực cho đến khí chất độc đáo, V xứng danh là một trong những visual center đỉnh nhất của K-pop Gen 3. Bên dưới phần bình luận bài viết, nhiều fan cũng tấm tắc khen ngợi V bằng câu nói: bạn không thể đánh vần từ visual mà không có chữ V. Jaehyun của NCT. Nhiều người đã ngạc nhiên khi lựa chọn của Dispatch đối với NCT là Jaehyun. Dù vậy, có lẽ rằng visual của Jaehyun đã chính thức chinh phục được Dispatch và thậm chí anh chàng cũng là nam idol nhà SM duy nhất lọt vào danh sách này. Hwang Min-hyun của NewIt. Trong các bảng xếp hạng về center hay là visual, đôi lúc cư dân mạng sẽ ít khi nhắc đến Hwang Min-hyun. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Dispatch đã chứng minh rằng nam idol hoàn toàn hội tụ đủ yếu tố để xứng đáng được xem là visual center ấn tượng. Rowoon của SF9. Nhờ vào vai trò diễn xuất, Rowoon đã nổi lên như một hiện tượng và đồng thời giúp nhóm nhạc SF9 của mình gia tăng danh tiếng. Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao khủng và tỷ lệ thân hình chuẩn mực, Dispatch không thể bỏ lỡ Rowoon khi lập danh sách này. Mingyu của Seventeen. Mingyu cũng được Dispatch lựa chọn là một trong 8 nam idol xứng đáng với danh xưng visual center đỉnh nhất hiện tại. Ngoại hình điển trai cùng khả năng thể hiện nếu đứng ở vị trí center của Mingyu là không phải bàn cãi, và nam idol cũng là cây hút fan nổi tiếng trong nhóm. Cha Eun-gu của Astro. Trong suốt quá trình kéo hình để đọc bài đăng của Dispatch, nhiều người đã tự hỏi rằng vì sao mãi không thấy Cha Eun-gu, và cuối cùng nam idol cũng xuất hiện ở gần về cuối. Nếu không có Cha Eun-gu thì bài đăng này sẽ bị xem là quá thiếu sót, bởi hơn ai hết, nam idol là visual đỉnh nhất và cũng là nam center hút fan nhất nhì K-pop lúc này. Juyeon của The Boy. The Boy nổi tiếng với tam giác visual đỉnh cao của nhóm, trong đó chắc chắn gây ấn tượng mạnh nhất với công chúng là Juyeon. Nam idol thế hệ mới không chỉ sở hữu visual điển trai, khí chất cool ngầu, mà còn có khả năng chiếm trọn spotlight trên sân khấu. Cũng vì vậy mà độ nổi tiếng của anh chàng đã tăng vọt khi mà Kingdom được phát sóng. Bomgyu của TXT. Dispatch đề cập đến TXT nhưng lại không lựa chọn thành viên nào hay được netizen khen ngợi như Subin hay là Yeonjun. Thay vào đó, trang tin này lại chọn Bomgyu chinh phục hoàn toàn và xem nam idol là visual center thế hệ mới với nhiều tiềm năng. Trên thực tế, Bomgyu có sức hút rất đặc biệt vì dường như càng tìm hiểu và càng nhìn kỹ nam idol thì người ta lại càng bị thu hút mạnh mẽ đến mức khó lòng dứt ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự lựa chọn này của Dispatch? Bạn có cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện hay là sự vắng mặt của nam idol nào hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé! Những thông tin trên đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp trong ngày của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ KNews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.